Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em về được một ít hàng. Một ít hàng thì em sẽ trước tiên em sẽ đi lần lượt giới thiệu những sản phẩm về. Và hôm nay em sẽ test chính đó là một đôi loa Onkyo D771X. Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay D771X em về được hai đôi. Đây là một đôi và phía bên đây em để một đôi nữa anh em nha. Là tổng cộng là hai đôi rất là đẹp. Về hàng của em thì thùng vách góc cạnh thì anh em đã biết rồi, em tuyển hàng rất là kỹ lưỡng ha. Thùng vách góc cạnh rất là đẹp, bao đẹp cho anh em luôn đó, thương thành sát cạnh, cho nên em chỉ quay và giới thiệu lại sơ bộ cho anh em hết thôi. Rồi thì đối với Onkyo D771X, nó có cấu hình gồm 3 quay, gồm một bát 31cm, một mít 12cm và một chép đơm. Thì những con này về thì gân nó đã mục, em đã thay thế gân hết sẵn cho anh em hết rồi, mình có việc chơi thôi. Thì cái cặp loa Onkyo D771X trước mặt anh em là đôi loa kiềng, còn rin, kiềng rin, kiềng chưa được sơn tuốt lại luôn đó. Và cặp bên đây là kiềng đã sơn nha, em bán hàng rất là rõ ràng, rất rõ ràng cho anh em. Anh em để ý thấy ha, cái nào sơn là em báo sơn và không sơn là em báo không sơn đó. Đây là cặp kiền rin không sơn, anh em thấy ý ha, kiền nó vẫn còn mấy màu và còn những đốm lốm lốm đốm vài chỗ bị tan, nhưng mà kiền nó còn rất là đẹp thì mình để nguyên thôi đó. Đây anh em để ý ha, không có kênh nào mà bán những cái này mà báo dám báo với em giống như em đâu, bảo đảm với em 100% luôn, chỉ có riêng có kênh này mà dám nói về việc này. Thì tại vì cái kiền nó sơn là chuyện bình thường, là những cái hàng này nó để lâu ngày thì nó bị cái lớp xi nó bị oxy hóa, nó sẽ bị bong, nó bị tan. Thì để thẩm mỹ cho đôi loa thì chúng ta phải sơn thôi, nó không có gì hết. Nhưng mà có nhiều bác thì người ta thích lại thích những cái kiềng rin như thế này, thì mình kiếm được như đôi loa cái kiềng rin nó còn đẹp thì tất nhiên là cái độ sử dụng và cái độ oxy hóa nó ít hơn, thì người ta khoái hơn thôi. Giá thì em bán hai đôi loa vẫn như nhau, mình về hai đôi là bằng giá nhau, nhưng mà cái kiềng đẹp thì mình mừng, mình phải không phải tốn tiền đi sơn. Sơn bộ kiềng này không có rẻ nha anh em, rất là không mắc tiền đó. Ví dụ bộ kiềng này là kiềng rin ha đó. Bộ kiềng này là kiềng sơn, anh em thấy nè, anh em để ý toàn toàn quốc gần như là nó sơn ngoài ráo rồi đó. Em đây em sơn làm rất là đẹp đó anh em đó. Hai đôi này em vẫn bán một giá là 12.500.000 đồng bao ship toàn quốc cho anh em đó. Về con này thì nó có màng carbon 31cm, bắt đính rất là uy lực đó. Đối với những dòng 1X và 2X thì anh em để ý cái củ từ nó có một cái củ đệm thêm trên thùng loa rất là nặng, để ý nó trợ lực cho cái tiếng bass nha. Nên thùng loa nó rất là nặng, nó trên 30kg, gần như em nhớ là 33,5 hay 34kg một thùng, nó rất là nặng. Và em này được rất là nhiều anh em chơi, rất nhiều anh em chơi, vừa nghe nhạc vừa có thể kết hợp thêm chút đỉnh hát hò karaoke. Nhưng anh em lưu ý là đừng để hú rít sẽ đứt trép này thôi đó. Cái đó là điều hiển nhiên, em hay bán những đôi loa như thế này em hay nhắc nhở. Và đây là lưới và e-căng zin của nó đây, rất là đẹp luôn đó. Đây là thùng vách nè, không mẻ bể và nở nha. Đó là nguyên tắc tuyển hàng của em trước. Nó có công suất là 230W và độ nhạy lên đến 91dB, cho nên dễ ghép âm ly. Em sẽ nhích một cái xuống cho anh em coi góc cạnh phía sau lưng nè. Đó, liên lạc tuyệt đẹp nha. Đây là sau lưng nè, cái này cái R nha, cái L, cái bên kia cái R đúng chuẩn luôn. Đó, nguyên bản rất là đẹp. Đó. Kiềng rin thì nó mới có cái độ bóng chá bảy màu như thế này. Còn cái kiềng sơn thì nó nhìn anh em nhìn không thấy đâu, ít lắm, nó không có chá được như thế này đâu. Rồi bát mặt mũi là rất là đẹp nha, lưới dây căng zin nha. Đây là một đôi lo thì Onkyo D771X, em có hai đôi nha, đôi này và đôi bên kia, thì hai đôi vẫn là một giá, một là 12.500.000 bao ship toàn quốc anh em. Giá này là giá cực tốt, anh em cứ đi dạo một vòng xem giá rồi anh em hãy xem ha. Nếu mà những đôi này thì ở ngoài mình nói ngoài miền Bắc đi, miền Bắc, ở ví dụ như ở Hải Dương, những đôi này thì bán tới hơn 13 triệu em nhớ không lầm, nhưng mà không bao ship nha,
thì giá em về tốt thì em sẽ làm tốt cho anh em chơi đó. Về thứ nhất là về đôi lo Onkyo đây, về một ít nhá. Rồi thứ hai, món sản phẩm thứ hai em về đó là một đôi lo Boss 301 Series 3 màu vàng, rất là đẹp. Thì nó cũng cái giá nó cũng nằm ở cái mức là 15.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em, vẫn nguyên bụi nha anh em, nguyên bụi bặm chưa bị sinh hết á. Nó em về em chỉ mới khui ra và xô thôi đó, thì em sẽ lên clip test sau và vệ sinh nó sau. Đó, rất là đẹp, nguyên bản 100% gân zin. Đôi đây là đôi, giá nó là 15.500.000 bao ship anh em thấy ha, thùng bách là tuyệt vời, không có gì để bàn đâu đó. Đây là một cái, này là cái thứ hai nè, em đi ra đó, tuyệt đẹp. Rồi tiếp tục thì hôm nay em về được hai đôi Boss 301 AV monitor. Đây là một đôi, một đôi này thì không thùng xốp nhưng tuyệt đẹp. Không thùng xốp thì giá nó sẽ tốt hơn có thùng xốp. Ở đây nè, tuyệt đẹp nhé, và gân zin luôn nha. Thì cái dòng monitor 301 AV monitor này thì rất là nặng, thì nó đảm bảo được cái tiếng bass nó hay nè, mic rep sáng. Dòng này dòng cao, giá vẫn là 15 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em, là đôi không thùng đó, dòng chỉ đỏ nha anh em. Tiếp tục đôi thứ hai là 301 AV monitor luôn, giống như đôi này, nhưng mà đôi này thì thùng xốp à, đây anh em, thùng xốp catalog còn đầy đủ luôn, rất là đẹp, đẹp ken. Hàng này hàng giá trị sưu tầm cho anh em nha. Đây rất là đẹp nha đó. Anh em biết thùng xốp rồi, và số series loa trùng với số series thùng luôn nha. Cái đó là một cái hay của nó là trùng series thùng luôn, cho nên rất là giá trị sưu tầm rất là cao. Và giá của một đôi loa này có thùng xốp là 17 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em. Và hôm nay em về theo được một cái con âm ly karaoke của Boston, đó là con 1125 mã, giá là 5 triệu đồng. Tiếp tục em có về thêm được một đôi JBL 4312 MK2 control monitor, thì đôi này là lưới xanh, màn xanh. Đây nè, về chưa có khui ra hết, mới thử một cái em xem thôi, tuyệt đẹp luôn. Tuyệt đẹp, giá là 27 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em nha, 27 triệu đồng 4312 MK2. Đôi này rất là nhiều anh em ưa chuộng đây. Rồi em sẽ làm clip sau nha, mới về thôi đó. Còn đây là một đôi tay noi nè, cái bên đây thì cái logo mới nó rớt đâu rồi. Tay noi T25 thì nó em mới để lên trên, nó nặng quá em không có lấy ra được, mắc phải kê đồ rồi đó. Thì em sẽ làm clip cho những đôi này sau nhé. Rồi thì quay về chủ đồ chính của chúng ta, kèm theo một con sản phẩm cuối cùng, đó là một con 8080DB bạch kim lồng trắng rất là đẹp. Đây mặt mũi rất là sáng láng đẹp đẽ, và anh em ghép nó cùng với đôi loa Onkyo DB71X cho anh em nghe. 8080DB thì chắc âm quá nổi tiếng rồi, em không có quảng cáo thêm một lần nào nữa, em chỉ quay sơ lược cái mặt mũi cho anh em thôi. Rất là đẹp ha. Thì em sẽ show nội thất sau. Đây là con bạch kim, hồi nãy em test luôn, em làm biến mở ốc. Con này em để đang để test loa. Rồi thì sau đây em sẽ mời anh em nghe thử một đoạn. Giá thì đã có trên clip hết rồi. Anh em yêu thì hãy xem đúng cái sản phẩm mà yêu thích và có giá em báo sau cái sản phẩm đó rồi. Thì anh em chỉ cần alo em thôi, chọn sản phẩm cho mình. Ở đây bass em để bước 6, kép bước 6 nha. Bass rất là phê.
Thì anh em nào yêu những sản phẩm nào hãy phone về cho em qua số điện thoại 0343612345. Giá trên là đã bao ship cho anh em. Thì những sản phẩm nào không bao ship em sẽ bao riêng, và những sản phẩm còn lại thì bao ship hết rồi. Những đôi lo lớn nặng thì em không bao đâu. Rồi thì tới đây em xin kết thúc, và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh cũng như nhấn cái chuông thông báo để mỗi khi em up một clip mới anh em sẽ cập nhật được ngay và chọn cho mình những sản phẩm yêu thích. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.